Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã lên thẳng hot search Weibo với màn khoe diễn xuất vô cùng ấn tượng trong bộ phim mới, Dục Hỏa Chi Lộ. Trong phim, cô đảm nhận nhân vật Lý Hồng Anh. Cô là một người mẹ số khổ khi con gái bị bắt cóc. Sau 7 năm trời ròng rã tìm kiếm, Lý Hồng Anh bất ngờ tìm thấy hy vọng gặp lại con gái. Để được gặp con gái, Lý Hồng Anh không ngại vứt bỏ lòng tự trọng, hạ mình quỳ gối với kẻ trung gian. Cô cũng sẵn sàng đưa tiền ngay tại chỗ cho đối phương. Dẫu vậy, sau tất cả, Lý Hồng Anh lại phát hiện ra mình bị lừa. Ánh sáng hy vọng vừa nhen nhóm xuất hiện đã bị dập tắt một cách phũ phàng, khiến Lý Hồng Anh rơi những giọt nước mắt đau khổ, bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng. Ở phần cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh diễn vô cùng nhập tâm, thậm chí cô đã không thể nhanh chóng thoát vai, khóc không ngừng nổi và cần sự an ủi từ nhân viên. Rõ ràng dù chỉ là một đoạn video ngắn, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện được đẳng cấp của một thị hậu phi thiên. Netizen bình luận về phân cảnh cực kỳ xúc động của Triệu Lệ Dĩnh trong Dục Hỏa Chi Lộ. Ngước mặt lên trời không phải để nuốt lệ vào lòng, mà để hỏi ông trời sao lại để cảnh mẫu tử chia cắt thế này. Trên đời này có lẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn người mẹ bị bắt mất con, và càng đau hơn khi hy vọng tìm thấy con bị dập tắt. Cảnh khóc này cô ấy diễn quá nhập tâm, lúc sau phải có nhân viên qua dỗ cô. Thị hậu phi thiên nhà tôi giỏi quá. 2.555 ngày đêm không ngừng tìm con, hy vọng xuất hiện rồi lại bị dập tắt. Nỗi đau này chẳng có điều gì có thể so sánh nổi. Triệu Lệ Dĩnh nhập tâm tới nỗi khóc không nín được. Kiểu này con dân xem phim chắc khóc sưng mắt. Có thể nói phản ứng của khán giả khi xem diễn xuất nhập tâm của Triệu Lệ Dĩnh cũng không khác gì đang xem 5 cấp độ khóc xé lòng của Quốc Bảo diễn xuất Châu Tấn. Không quá nổi bật về nhan sắc, nhưng Châu Tấn với thế mạnh diễn xuất của mình luôn biết cách gây ấn tượng, thương nhớ trong lòng khán giả. Từ đôi mắt biết nói, gương mặt buồn mang mát đậm chất thơ, giúp nữ diễn viên càng xuất thần hơn trong những phân đoạn bộc lộ nội tâm. Đến giờ, những phân cảnh khóc đậm nước mắt của Châu Tấn vẫn thường xuyên được các chuyên gia, các thầy cô trong nhiều trường đào tạo về diễn xuất tại Trung Quốc đem ra phân tích và xem đó là những ví dụ điển hình mà sinh viên cần học hỏi. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, sau khi giành cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Phi Thiên lần thứ 34, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ loạt tâm sự vô cùng xúc động trên trang Weibo cá nhân. Cô khẳng định 10 giây trước khi được xướng tên cho ngôi thị hậu Phi Thiên lần thứ 34, bản thân đã vô cùng thấp thỏm và căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều hơn cả mong muốn nhận giải, nữ diễn viên khi đó chỉ mong bộ phim được mọi người công nhận và công sức của nhân viên đoàn phim nhận được quả ngọt. Trở về nhà sau khi kết thúc công việc, Triệu Lệ Dĩnh đã dành cho mình một khoảng lặng với chiếc cúp trên tay. Khi nhận được chiếc cúp này, tôi cảm nhận được sức nặng của nó. Đây không chỉ là sự công nhận của khán giả với tôi, mà còn là lời thúc giục, nhắc nhở tôi phải đóng phim và làm người thật tốt, mang đến những tác phẩm hay hơn để không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Tôi đã ngồi một mình rất lâu vì không muốn ăn mừng trong sự ồn ào. Tôi nghĩ rằng nó xứng đáng để mình yên lặng và suy ngẫm về những thứ bản thân đã trải qua trong công việc trước đây và nghĩ xem tương lai sau này phải làm gì. Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ. Những suy nghĩ hết sức chân thành của nàng tiểu hoa khiến khán giả vô cùng xúc động. Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh là người vô cùng kính nghiệp, cũng luôn mong muốn được khán giả thừa nhận mọi nỗ lực đóng phim trong suốt hơn 10 năm.